Bữa nay mình đi xoay quanh cái chữ tâm. À, mình sẽ đi lần lượt từ các cái hiểu biết thông thường, các cái tri thức liên quan trong bốn trụ cột tri thức và đi vào Phật học, vào siêu lý học, coi nó có những cái gì nó khác biệt ha. Tại vì thường á, quý vị được khuyên, được nhắc nhở là đọc rộng, tìm hiểu, nắm qua các cái dòng tư tưởng cũng như là các cái mảng tri thức của nhân loại. Nhưng mà đôi khi á, cái cách nói đó đó nó phù phiếm với quý vị lắm. Nhiều khi quý vị vô các cái lớp, các cái học nhóm quý vị học là ta nói đã là cái chuyện nó lớn lao lắm rồi. Còn mà kêu quý vị rảo qua, tự mình nắm qua các cái trường tư tưởng rồi các cái mảng tri thức của nhân loại thì quý vị thấy ồ cái chuyện đó sao mà nó xa vời quá không. Bữa nay thì mình sẽ thử làm sơ sơ thôi chứ cũng chưa có đi vô sâu được đâu, liên quan đến những cái hiểu biết về tâm. Đầu tiên á là quý vị suy nghĩ rồi quý vị trả lời, coi quý vị lục tìm trong cái kho tàng hiểu biết của mình ha, cả những cái từ ngữ từ đó giờ mà quý vị biết nó có cái sự tương đương và có cái sự gần gũi với cái từ tâm. Kịp câu hỏi không? Liệt kê ra hết tất cả những cái từ khóa mà quý vị cho là đồng nghĩa, tương đương và gần với cái từ tâm ha. Ai mà có rồi thì nhắn lên. Và giải thích luôn đó là quý vị hiểu cái chữ tâm đó như thế nào. À. Tức là bây giờ quý vị phải triệu hồi tất cả những cái hiểu biết, ký ức, trí nhớ của quý vị liên quan đến cái từ này ở mọi lĩnh vực trong đời sống luôn ha. Ừ, cô vừa mới nói luôn đó Tân. Trong mọi lĩnh vực trong đời sống từ đó đến bây giờ. Khi quý vị nghe đến cái chữ tâm là quý vị biết những cái gì về cái chữ tâm đó. Mình ráng mình moi cho được những cái hiểu biết đó ra nhau. À. Chứ để mình tưởng là mình đã tẩy não đó, mình chỉ biết những cái về siêu lý học nhưng mà thực ra nó không phải như vậy. Ừ. Bây giờ mình ráng ha, mình ráng mình lục tìm trong trí nhớ, mình liệt kê ra hết. Ví dụ như cái chữ tâm thì nó có trong từ tâm trạng nè. Mà khi mà nhắc đến tâm trạng thì người ta nghĩ ngay đến cảm xúc nè. Đó cũng là một cái mà hầu hết mọi người đều biết. Đó, thì quý vị liệt kê ra hiểu mà đúng không Vi? Ok.
Ừ, thấy cái ý kiến đầu tiên của Tiên Chu nè. Con cũng có thể giải thích sơ sơ cái từ đó ha Tiên ha. Tức là khi mà người ta nói tâm tính thì mình hiểu cái đó nó là cái gì. Sẽ có nhiều cái từ ngữ mà mình chia sẻ với nhau cái cách hiểu ngầm. Và có những cái từ ngữ mà người này biết nhưng người kia không biết. Mình cùng biết về một từ nhưng mà cái ý nghĩa mà mình hiểu về cái từ đó nó lại khác nhau. Đó. Nhiều lắm đó nha quý vị. Cho nên mình ráng mình lậm ra ha. Mình ráng mình lậm ra. Tâm cơ hả? Từ này mới vậy ta. Tâm cơ. Lần đầu tiên biết từ tâm cơ. Tâm thái hả? Đúng rồi đó, Vi có tìm thêm một cái nét nghĩa khác của cái chữ tâm nữa ha. Tức là làm có tâm là một cái cách nói mà rất là thông dụng luôn. Mà làm có cái tâm gì thì không biết. Ok Vi. Ok. Kiếm phim kiếm hiệp ha. Rồi, cái quý vị khác thêm đi. Cái quý vị khác gõ lên thêm. Ráng lục tìm trong trí nhớ ha. Khi mình nạp những cái tri thức mới vô liên quan đến bốn trụ cột tri thức, tức là có cái nguồn gốc hẳn hoi hoặc là về siêu lý học, về tâm á, cái nó giống như là mình phủ một cái lớp cát lên cái nấm mồ xưa, cái mình cứ tưởng đâu là cái mồ xưa nó đã yên nghỉ, nhưng mà không phải vậy. Đó, không phải vậy. Đó là lý do vì sao á. Ví dụ như trong trường hợp của Vi đi, cái con người nào đó đến khen Vi đúng thiệt là làm việc có tầm ghê luôn á, thì nghe Vi sướng, mà Vi còn sung sướng bởi cái lời khen đó. Tức là Vi còn sử dụng cái từ tâm hiểu theo cái nét nghĩa đấy, đúng không? À, còn mình mà sử dụng từ cái nét nghĩa mới thì trong đầu của mình rất là tỉnh, mình hỏi ồ tâm đó là tâm gì, tâm bất thiện là chết bà luôn à. À, hiểu không, hiểu không? Đó. Cái đó là mình đang bàn về cái chữ tâm á. Mà ta nói chứ mai mốt mà mình bàn qua cái chữ duyên là ta nói chứ tràn lan đại hải nữa. Bậy tầm bạ dữ lắm gì ơi. À. Suy nghĩ thêm nha, suy nghĩ thêm để lụm ra thêm các cái từ ngữ và các cái nét nghĩa thông thường ha. Có người tìm cái từ tâm tính mà không ai thấy phát hiện cái từ tâm tình ha. Có từ đó mà, tâm tình. Trời ơi. Trọng tâm hả? Điểm quan trọng hả? Tâm can hả? Lương tâm hả? Cái từ lương tâm cũng là một cái từ rất phổ biến đó.
Không, lương tâm cắn rứt. Mà không biết nó nằm ở đâu trong người của mình, và răng nó là răng vĩnh viễn hay là răng sữa nữa, mà nó cứ cắn mình vậy không? À, tâm tình tương đương với tâm sự ha. À. Người lương á, người ta thường dùng cái từ người lương á là để chỉ cho người không có đạo. Không có đạo thì gọi là người lương. Ừ. Ừ. Thì đúng mà chứ đâu có sai. Ừ, nội tâm. Đó. Khi mà quý vị rảo qua hết những cái từ mà nó mang tính thông thường, bình dân á, ha, là quý vị từ từ quý vị phải lôi ra tiếp những cái thuật ngữ trong các cái trụ cột tri thức. À. Thường á, cái cặp từ của nó đó là nội giới và ngoại giới. Chờ thêm ha, quý vị nào có thì cứ nhắn lên. Rồi mình đi qua cái câu số 2. Cái từ tâm tánh hay là cái từ tâm tính trong cái tiếng Việt của mình nó cũng hay á quý vị. Khi mà dịch cái từ Pali từ siêu lý học về đó thì nó cũng trùng khớp ha. Tâm đi cùng với tánh hay là sở hữu tâm. Nếu mà xét về logic á, là thế giới tinh thần bên trong là nó bị dư.
Tại vì mình sẽ dễ dàng đặt câu hỏi là ủa có cái thế giới tinh thần nó treo lơ lửng bên ngoài à? Mình dùng cái từ tâm tánh xét ở trong cái bối cảnh của cái ngữ nghĩa thông thường thì đương nhiên là nó phải khác với cái từ tâm tánh mà khi mình dịch về trong cái nghĩa siêu lý rồi. Chứ sao mà nó giống y chang nhau, nó khớp nhau được, thì mình dục bỏ cái siêu lý, mình xài cái bình thường luôn đi cho nó khỏe. Hiểu không? Ý mình nói là cái từ nó giống nhau và mình có thể mượn đó để mà mình phân tích đi qua các cái không gian, chứ không phải là cái gì đó nó hoàn toàn xa lạ với cái người nghe. Hiểu không? Khmer đó, Khmer cũng là một cái từ mà nó đã có sẵn ở trong cái nền văn hóa của Ấn Độ. Bà La Môn giáo cũng có mà. Nhưng mà cái từ đấy trong cái hệ tư tưởng Phật học thì nó khác. Trong khi chờ Phước Hoan trả lời cái câu hỏi 1 thì quý vị suy nghĩ tiếp cái câu hỏi số 2 ha. Rà lại tất cả hiểu biết về tâm theo từng trụ cột tri thức ha. Là tất cả những cái gì mà quý vị biết về tâm theo triết học, mình tự mình đọc rồi mình nghe giảng, hoặc là mình đã từng có những cái suy nghĩ bàn bạc sẵn đâu ở trong đầu của mình, mình cũng biết từ đâu mà nó hình thành nên nữa, ghi ra. Rồi trong giáo dục học à, rồi trong tâm học thì nó lại chia ra nữa. Tâm lý học như thế nào, phân tâm học như thế nào, rồi siêu lý học luôn cũng được. Rồi đến tâm linh học thì cái chữ tâm đó làm sao à, nhớ ha, mình rà theo từng cái trụ cột như vậy để mình lụm các cái thuật ngữ và các cái cách mà mình hiểu về các cái thuật ngữ đó ra. Có thêm những cái thuật ngữ liên quan đến y ha, tâm bệnh. Tâm can.
Tâm trí hả? Từ này cũng lạ ha. Ừ, đúng rồi, có từ tâm đắc nữa. Ừ, tâm đầu ý hợp nữa ha. Tâm địa. Tâm điểm. Tâm giao. Ồ, tâm hỏa nữa ha. Tâm hồn. Ừ, cái từ tâm hồn là một trong những cái từ mà rất là trọng yếu luôn đó. Thường thường mình hay nói đó, không? Ai mà học tiếng Anh, ai mà xem phim hoặc là nghe nghe nhạc tiếng Anh đó là bị nhiễm cái này dữ lắm nè, tâm hồn. Tâm huyết. Tâm huyết thường á là người ta hiểu theo cái hướng là có cái sự cố công á, có cái sự cố gắng á, có cái sự máu lửa trong đó đó. À, là cái từ tâm huyết ha. Tâm hương, hương đốt lên từ trong tấm lòng ha. Tâm khảm, tâm linh. Tâm lực. Tâm lý, tâm minh, tâm niệm. Đúng rồi, tâm phúc, tâm phục, khẩu phục. Thường thường đi trong cụm đó. Ok, Phước Hoa có rất nhiều từ. Tâm nhiều quá ha, công nhận là nguyên một cái bộ sưu tập những cái từ tâm liên quan trong cái trường từ vựng của người Việt Nam của mình dữ dằn ha, quá chừng quá đất luôn á. Quý vị cũng có thể tổng hợp thành một cái bộ sưu tập ha. Ok. Chí tâm nữa. Ok, chí tâm đảnh lễ là hết sức bắt bắt truyền luôn ha, nguyện hương rồi đó ha. Suy nghĩ câu hỏi số 2 ha. Khi mà mình chỉ ra các cái hiểu biết liên quan đến các cái trụ cột tri thức á quý vị, thì nó không hẳn là phải là một cái từ khóa ha, mà nó có thể là một cái cụm nội dung mà có liên quan dính dáng đến cái cách mà người ta hiểu, người ta quan niệm về tâm theo cái lĩnh vực đấy.
Chẳng hạn như khi mà mình nói về tâm lý hay là mình nói về phân tâm học á, thì người ta sẽ không có dùng cái chữ tâm hoặc là những cái thuật ngữ mà nó có cái chữ tâm trong đấy, nhưng người ta gọi là ý thức, đúng không? Rồi người ta gọi là vô thức, người ta gọi là tiềm thức. Thì cái thức đó đó, nó có cái hơi hướng hiểu nó giống như là cái tâm. Đó. Ha. Thì quý vị suy nghĩ theo hướng đấy ha. Quý vị suy nghĩ theo hướng đấy. Để mình dễ chỉ ra các cái cụm nội dung trong các cái trụ cột. Ví dụ như trong tâm lý thì người ta cũng có đề cập đến sự chú ý nè. Người ta cũng có đề cập đến cảm xúc nè. Người ta có đề cập đến ý chí nè. Đó. Người ta có đề cập đến ngã nè. Đó. Vậy thì mình tập hợp các cái hiểu biết của mình mà mình cho là ở từng cái lĩnh vực tri thức đó nó có liên đới hoặc là nó trực tiếp chỉ đến tâm. À. Rồi quý vị liệt kê ra đi. À. Rồi mới bật bí cho quý vị một cái điều tiếp theo. Tâm tính, tính cách học trò. Cái cách mà người ta quan niệm về cái việc làm giáo dục có tâm, rồi cái cách mà người ta giáo dục, người ta đưa những cái thứ mà mặc định là có một cái ngã, có một cái tôi, có một cái tâm hồn. Hiểu không? Hiểu không? Đó. Thì mình lục tìm trong trí nhớ cả những cái mà mình đã thụ hưởng và cả những cái mình có biết qua thôi. Lượm ra ha, lượm ra. Ví dụ như càng ngày thì người ta càng đề cao của cái vai trò hiểu biết về tâm lý, hay là tham vấn tâm lý, hoặc là tham vấn học đường, hay là có một cái chỗ để mà chia sẻ, để giải tỏa về tâm lý. Đúng không? Đúng không? Cũng xuất phát từ cái chuyện là người ta tin là có cái tâm, và cái tâm trạng nó rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến nhiều cái khía cạnh khác của một cái người học, mà nhất là những cái bạn đang trong cái độ tuổi mới lớn. Cho nên là người ta mới nhấn mạnh, người ta mới tìm cách cho những vấn đề đấy. Đó. Mình chỉ ra ha, mình chỉ ra những điều đấy để mình thấy có những điểm mù. Chỉ ra đi quý vị, liệt kê ra hết đi quý vị. Rồi mình đi mình phân tích để mình tìm ra những cái điểm mù. Rồi từ những cái điểm sáng mà mình có, mình biết đó, cái mình đắp cho những cái điểm mù đó, mình nhìn cho nó sáng lên. Hiểu không? Tức là những cái gì mà quý vị liệt kê á, không hẳn là quý vị tin nó là đúng, và không hẳn cái đó là xịn nhất, nhưng mà nó có trong cái kho tàng hiểu biết của quý vị. Thì quý vị mừng ơn, quý vị cố gắng, quý vị lượm ra. Ha. Ví dụ như Tiên Châu nè, học về sư phạm tiếng Anh nè, thì chắc chắn bên cạnh cái chuyện mà mình học về ngôn ngữ thì mình sẽ học về văn hóa. Mà văn hóa thì nó xuất phát từ con người tạo nên cái văn hóa đó. À, và chắc chắn là mình sẽ được nghe giảng, sẽ được nhắc đến như thể là những người nói tiếng Anh có cái tâm hồn nó khác những người nói tiếng Việt vậy đó.
À. Thì mình chỉ ra, mình chỉ ra được những cái chỗ như vậy. Ừ, thấy của Phước Hoàng ha. Ừ, tâm lý học. Ừ. Ừ. Phước Hoàng xé lẻ cái tâm lý học ra khỏi cái trụ tâm học ha. Ok. Chắc có quý vị nào đó sẽ đề cập đến cái trụ cột tâm linh không? Rồi trong trụ cột tâm linh thì sẽ nhắc đến 49 ngày rồi hồn đi vất vưởng đồ không?
Chắc mình cũng chờ phần đó. Chứ quý vị mà lớn lên trong cái nền văn hóa Việt Nam này là ta nói chứ là nó có cái đó hết trơn à. Không. À, đám là đám ma. À, mở cửa mã cho cái hồn nó đi lên. À, rồi ta nói chứ 49 ngày à, cúng cho cái hồn nó được siêu thoát rồi ta nói tá lả mình hết trơn ha. Thì nó sẽ nằm ở trong cái trụ tâm linh, à, cái trụ tâm linh. Ok, thấy cái phần của Phước Hoan rồi. Ồ, không biết hả? Tra đọc thêm đi ha. Chưa tới mức đó hả? Không con. Chắc là từ đó giờ con chưa có đi dự một cái đám chết nào mà nó từ đầu đến cuối thôi. À, chứ mà có thì nó cũng phải đủ cái bài của nó hả? Tại vì mình không phải là cái người quyết định là mình làm nhiều hay mình làm ít. Mà cái ông thầy cúng mà mình mời về á, và những cái người lớn, những cái người trong nhà của mình á, quyết định. Hiểu không? Cái này nó không có liên quan đến cái chuyện là mình mê tín nhiều hay là mình mê tín ít. Mà những cái tập tục xung quanh mình á, và những cái người mà làm những cái tập tục đó đó, thì họ cứ làm theo đúng cái bài như vậy thôi hả? À, chết thì đưa vô tẩn liệm. Tẩn liệm thì cột 77 49 lớp để vô trong hòm. Để vô trong hòm mà đi chôn thì phải mở cửa mã. À, rồi cúng từng thất rồi cúng 49 ngày. Tôi nói chứ ta làm bên hả? Tại vì chắc con chưa biết thôi. Ừ. Cho nên á, rất là sợ những cái quý vị mà ngán học những cái gì nó khó mà chuộng về mặt hình thức. À, cho dù là quý vị theo cái đường trải nghiệm hay quý vị theo đường tín hay quý vị theo đường lý gì đó, mà quý vị có những cái mầm móng như vậy đó, tức là một phần á là chán ngán học những cái điều nó sâu xa, nó khó, nó phức tạp. Và một mặt còn lại đó là thích những cái gì nó hình thức, nó đẹp đẽ, nó dễ dàng, nó hào nhoáng. Mà hai cái mặt đó mà nó ráp lại trong cùng một cái con người đó là nó nguy hiểm lắm. Tức là sao? Sách vở thì nó còn đầy đó, nhưng mà mình đi chế mấy cái lễ nghi không à? Thì khi mà quý vị đọc á về cái thời mạt pháp đó, là nó theo cái hướng đó mà. Tức là kinh điển sách vở nó không mất. Ác vậy đó, nó không mất. Chỉ là người ta coi nó giống như là cái miếng giấy lót nồi thôi. Và không ai học tới và không ai biết cách học thôi. À, chứ không phải giống như là cái thời chuyển giao là phải đem sách vở đem đốt. Không phải vậy. Đó. Cho nên là cái khuynh hướng mà mình huân tập cho mình á, nè, nó cũng là cái sự chuẩn bị cho những cái giai đoạn mà có cái sự thay đổi. Giống như mà quý vị học trong cái lớp nguyện và độ đó, thì cũng sẽ học tới đó. Tức là có cái thời mà người ta biết cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, và người ta hành thiện, người ta tránh cái bất thiện. Có những thời người ta biết cái thiện, người ta biết cái bất thiện, nhưng người ta hành thiện, người ta không có tránh cái bất thiện. Rồi có những thời mà người ta chỉ biết thôi, người ta không hành gì hết, và có những thời người ta không biết luôn. Đó. Thì bây giờ đó, mình là cái người mà chuẩn bị cho mình cái đường hướng như vậy. Thấy tiên ha, phần của tiên nè. Triết học.
Tâm lớn hơn tính ha. Phương Đông đó quý vị, có hai cái luồng tư tưởng đó, cái gì nè, cái câu gì tự nhiên cái nó rất là gần gũi mà tôi quên mất tiêu, cái gì bản thiện với lại bản ác đó, quỳnh ngàn hồng ha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó. Thì cái đó nó cũng nói về tâm tánh á. Cái đó nó cũng nói về tâm tánh á. Cái đó là tiên có thể làm rõ hơn cho cái ý đầu của tiên nè. Một cái là của Tuân Tử. Còn một cái hình như của Khổng Tử thì phải đó. Tánh bản thiện với tánh bản ác đó. Chủ nghĩa duy tâm. Okay. Tâm linh. Đó, cái cách mà mình hiểu về tâm linh này nè cũng là một cái cách hiểu rất là thông thường á, mà trong chương trình tài năng hay là khi mà mình đi tìm hiểu trong siêu lý học á thì mình phải bắt buộc có cái cách hiểu về tâm linh nó khác à, chứ mình hiểu giống như cái nghĩa thông thường á là nó bị sai lệch. Tại vì sao? Đâu có cái gì là thần bí đâu. Đâu có cái gì là thần bí trong cái tâm linh này đâu. Không, chỉ ra hết được mà. Học vô được luôn mà. Đó. Tâm lý. Ngành học ha. Tính cá nhân. Và người ta coi như cái đó là cái khuynh hướng tâm lý hay là cái tâm tánh của cái người phương Tây á, nó như vậy ha. Và hầu khắp những cái người phương Tây thì nó như vậy. Linh hồn. Phim cũng là một trong những cái kênh mà tà kiến tùm lum luôn. Mình mà không có học, mình mà không có cái chủ ý rõ ràng khi mình coi đó, là mình dính bạc luôn ha. Chẳng hạn như Hàn Quốc là trùm về các cái thể loại phim hồ ly tinh, mà ta nói chứ nó có một cái hồn thôi mà ta nói chứ nó sống mấy ngàn năm. Đúng không, đúng không? Đó, cái đó là nó xuất phát từ cái quan niệm dân gian mà nó bao trùm lên một cái văn hóa luôn. Ok, hoang. Ok, ok. Rồi, các quý vị khác có không? Thấy của Phước Hoàng với thấy của Tiên. Khi mà mình biết một chút đỉnh đó, cái xong cái mình có cái sự so sánh. Ồ, người ta sinh ở cái đất nước kia không? Cái xã hội đó, cái văn hóa đó không? Không có cúng bái gì trơn á. Cũng thuận lợi để mà cho cái việc giữ giới nữa. Cho dù người ta không biết giới là gì mà người ta cũng không có phạm, người ta cũng không có phạm giới nữa. Bắt đầu liêm diêm đôi mắt ao ước. Rồi xong cái tụi ở bên đó đó, trời ơi, Phương Đông thiệt là sung sướng không? Phương Đông toàn là minh triết không à? Phương Đông đẻ ra cái ông này, ông nọ chỉ cho cách tu tập đồ, cột tay nó ăn chơi sa đọa không à? Cái liêm diêm đôi mắt ao ước. Mà ta nói chứ, cái núi bên kia thì lúc nào cỏ nó cũng xanh hơn. Mà có bên nào nó toàn vẹn đâu. Bên nào nó cũng có những cái tà kiến riêng biệt và có những cái tà kiến chung mà. Quý vị có nhìn ra được cái điều đó không? Đó. Nhưng mà để nhìn ra được cái điều đó thì mình cũng đã có một cái đoạn thời gian mình ao ước tùm lum rồi đó. Cho nên là buổi tối hôm qua mới, xin lỗi buổi sáng hôm qua, mới chỉ cho chỗ của Phước Hoàng với lại Vivi đó là vô hiệu hóa hết tất cả những cái nguyện mà nó bị sai đó. Đó.
Thì khi mình học nhiều hơn cho em thấy trời ơi, đừng có ước giống đây, đừng có ước giống kia gì hết, mình ước cái nào cho nó chân chánh, cho nó tối hung luôn đi cho nó rồi. Đó. Mà nếu mà mình không có biết á, người ta nói mình không có tin. Hả? Hoặc thậm chí người ta nói cái điều đúng mà mình suy diễn thành cái điều sai nữa. Nó khổ vậy đó. Ví dụ như mà người ta nói người mà có phước á, sanh ra mới được cao lớn, khỏe mạnh, sống ở một cái đất nước hòa bình văn minh. Người ta nói tới đó à. Mà mình đâu có biết cái phước là cái phước hữu lậu. Mình đâu có biết là được cái phước đó nhưng mà phải trả rất nhiều những cái quả khác, đó là ngu dốt không có biết cái nào là thiệt, cái nào là đúng, cái nào là sai. Không biết. Mình nghe tới đó à. Cái mình hốt cho mình xài luôn. Rồi chết già rồi. Hiểu không? Hiểu không? Cho nên học thì ráng học cho nó tới. Tại vì với những cái thứ mà nó sâu sắc á, nó nhiều cái tầng lớp ý nghĩa trong đó đó, thì học lâu dài mới thấm được, mới hiểu được. À không? Ngày nào cũng ước ao luôn không? Ngày nào cũng ước ao luôn. Nghe mà thấy rùng mình ha. Nếu mà quý vị không còn cái câu trả lời nào nữa cho câu hỏi số 2 là mình đi qua câu hỏi số 3. Mình đi qua câu hỏi số 3. Cái cách mà quý vị chỉ ra những cái từ ngữ, những cái thuật ngữ và những cái hiểu biết liên quan dính dáng tương đồng về tâm ở trong các cái trụ cột tri thức á, thì nó cũng giúp mình có những cái sự kết nối. À, nó tiếp nối cho một cái ý hôm bữa tối thứ sáu mà mình học mình có chỉ ra đó, đó là những người á họ có cái nền tri thức, họ có cái sự yêu mến và gần gũi với một cái trụ cột tri thức nào đó, mà mình dùng chính cái hiểu biết của mình ở cái trụ cột tri thức đó, những cái nét tương đồng từ cái trụ cột tri thức đó đến những cái tầng lớp của sự thật để mình nói cho họ, thì dĩ nhiên là họ họ dễ nghe, họ dễ hiểu hơn. Đó. Thì đây nó cũng là một cái cách để mà mình liên hệ như vậy. Luật hấp dẫn ha. Phước khoan từ từ nó cũng hé lộ ra những cái mảnh vỡ cuộc sống thấy giống rừng tầng quá ta. Vậy mình mới thấy là trong mỗi một người thì đều có cái tính ha, cái tấn ha, và cái lý ở trong đó, hay là cái trí ở trong đó. Rồi, bây giờ đến cái phần số 3 nè, cái phần quan quan trọng nhất trong ngày hôm nay nè. Rà lại tất cả những hiểu biết của mình về tâm trong Phật học. Quý vị có thể chia làm hai. Phật học hiểu theo cái ý nghĩa thông dụng, thông thường. Và Phật học theo Abhidhamma. Tại vì tâm mà được nhắc đến như là một cái nhân vật chính, chỉnh chu đầy đủ hệ thống nhất thì ở trong Abhidhamma. Nhưng mà trong những cái mảng nội dung khác của Phật học hay là Phật giáo nói chung thì vẫn có đề cập đến tâm. Vậy thì mình rà soát lại ha, để mình liệt kê.
lúc mà cô đi học đại học á, trong những cái năm đầu á, vào cái thời đấy á, là sách self-help nè, và các cái khóa học liên quan đến những thói quen của người thành đạt rồi đó, nó còn mới mẻ lắm. Cô cũng đi tham dự những cái buổi giới thiệu, những cái buổi ra mắt của các khóa học. Mà quý vị biết làm sao không? Tôi hên là tại vì tôi nghèo quá, tôi không có đủ tiền để mà tôi học. Tôi chỉ đi đến những cái buổi free thôi, rồi tôi được tặng sách. Cái lần nào tôi đi về tôi cũng đem một chồng sách về. Mà cái thời đấy á, là tôi ở nhà có ông bà, thì ông bà có một cái người con thì tôi gọi bằng dì. Dì mỗi lần thấy tôi đi về mà tôi nói chuyện ở trên trời không á, cái cầm thêm một chồng sách nữa. Chứ xong cái dì cũng kể, dì nói ở trong chỗ làm của dì á, có một cái chị đó, chị cũng đọc mấy sách này nè con, mà chỉ là cái người mà làm việc tệ nhất ở trong cái phòng đó luôn á. Tôi nghe tôi cũng nhột chứ bộ. Trong lòng của một cái đứa nhỏ vừa mới ra khỏi vòng tay của gia đình lên trên Sài Gòn mà. Thế cái xong cái tôi mới suy nghĩ trong lòng của tôi chứ, kệ bà đó chứ, kệ gì chứ, ta đi cái này ta thấy hay mà. Đó, đó. Nhưng mà thứ nhất á, là tại vì nghèo, cho nên mình cũng đâu có tiền đâu, mình đóng mình học mắc lắm chứ quý vị. 7 triệu hay là 10 triệu khóa mà học ngắn lắm. Rồi thứ nữa đó, là tôi còn rất nhiều những cái chuyện khác tôi cần phải làm á. Tôi học, tôi cũng cố gắng tôi học. Mà tôi làm những cái chuyến đi công tác tình nguyện đồ tôi làm cũng dữ lắm. Mà tại vì mình đi theo cái con đường tấn á, cái tấn nó mạnh hơn cái tín á. Cho nên là vô mà ngồi mà nói so so mình á, thì nó không có phê cho bằng là mình tự mình đi mình làm, hiểu không? Cho nên là nhờ đó không? Nhờ đó mà mình cũng không có lúng sâu lắm. À, chứ cũng nguy hiểm đúng không? Nguy hiểm đầy rẫy luôn á. Và khi mà mình ngồi mình suy ngẫm lại á, tất cả những cái tính chất mà khiến cho mình á đi vòng vòng, hoặc là mình buông cái này mình bắt cái kia, nó không nằm ở những cái đặc điểm ở bên ngoài, mà nó nằm ở những cái đặc trưng mà giống như tôi nói với quý vị hồi nãy đó. À, là cái sự cầu học, cái sự hiếu tri, cái sự ham học, cái ý muốn tìm kiếm đến cùng. Và đặc biệt là với những cái thứ mà nó sâu xa, nó phức tạp, nó cần thiết thì phải bỏ công sức ra. Chứ không có cái gì mà ta nói chứ vừa ngon vừa bổ vừa rẻ hết trơn á. Đó. Thì cái tâm thế đó mới là cái tâm thế mà mình cần phải huân tập cho mình. Chứ không phải mình đi sửa những cái thứ mà nó râu rìa. À. Thì như vậy đó, khi mà mình quay qua mình làm giáo dục á, cho dù mình có tiếp cận với những cái người á, mà họ còn đang say mê với những thứ đó, thì mình cũng sẽ có cái sự kham nhẫn. Là tại vì sao? Rồi nó cũng đã à. Hoặc là nó đã tại vì nó có trội cái phần lý, mà những cái thứ đó không thỏa mãn về phần lý thì nó bỏ chứ nó giữ làm gì. Hoặc là nó đã theo cái hướng mà về tín đó, tức là tin như vậy hoài luôn, quanh năm suốt tháng có bao nhiêu đó hoài luôn, mà nó vẫn khổ như thường, thì nó phải đã thôi, chứ nó theo gì được nữa. Còn ví dụ như nó là tấn đi, cái tấn của nó mạnh đi, thì nó tin rồi nó tập, rồi nó tin rồi nó tập, mà nó thấy cũng lẩn quẩn như vậy, thì nó đã chứ nó giữ làm gì nữa. Thì cũng sẽ tới ngày thôi, cũng sẽ tới ngày thôi, là bỏ được. Là sẽ bỏ được, tại vì cái đó nó quá dở. Nó quá dở. Nó không có xứng đáng để mà mình nướng, mình nương, mình ráng lại lâu nữa đó. À. Cho nên là kham nhẫn ha. Chứ còn mà dính vô cái dạng như là các cái triết thuyết của Ấn Độ đó, cái đó mới là hơi quéo đó. Hơi quéo đó. À. Tại vì những cái thứ đấy nó cũng khó để vô mà. À.
Ai biết được đâu Tân, con mà lên được cái hạng đó chắc giờ cũng đỡ lắm á. Mà ta nói chứ đóng 100 mấy triệu vô mà ta nói học xong vậy khùng khùng điên điên nữa mệt lắm á. Sao mà con nghĩ cái kết luận nó màu hồng dữ vậy con? Trời đất quỷ thần ơi, con mà nghĩ nó màu hồng vậy mai mốt cái con rẻ qua đó nữa ha. Hiểu không? Trời ơi, đâu có dễ ăn vậy bé. Rồi nhớ suy nghĩ trả lời câu hỏi nghe. Câu hỏi này là câu hỏi trọng yếu trong cái buổi ngày hôm nay đó. Tiên biết nhiều thì tiên cứ kể ra nhiều ha. Các quý vị khác có nhiều cái ý nhiều hơn thì quý vị share lên. Mình chỉ đi riêng về cái phần tâm thôi ha. Mình chỉ đi riêng về cái phần tâm thôi. Nó có thể là những cái hiểu biết hoàn toàn mới. Hoặc nó có thể là những cái hiểu biết mà quý vị sửa lại được những cái cách hiểu sai của mình từ bấy lâu nay. Cái tiền với vì đang nhắn nè. Nhưng mà khi mà quý vị học vô Phật học á, nhất là quý vị học về duyên á, thì quý vị quay trở lại quý vị xử lý, những cái hiểu biết và những cái gì mà mình đã được biết liên quan đến vũ trụ nè, khao khát nè, ý muốn nè, là xử lý được nha quý vị. Mình dùng tâm sở, mình dùng duyên, mình xử lý được nghe. Cho nên là bây giờ mình có học á, cái mình đổi cái ruột cũ hoặc thậm chí là hôm những cái năm tháng trước nó không có cái ruột luôn, mình lắp cái ruột mới vô là mình vẫn xài được, mình gặp những cái đứa nào á mà nó còn suy nghĩ theo cái hướng đó đó, mà nó rất tin tưởng theo cái hướng đó đó, cái mình mở cho nó, về tánh, mình lôi 7 cái tánh chung ra mình nói cho nó nghe, cái mình mở cho nó về duyên, trời ơi, hết sức đã luôn. Hiểu không, hiểu không? Đó. Nhiều khi mình nói về cái chuyển khởi á, là những cái người bình dân á, người ta không hiểu. Mà mình nói về cái dục, mình nói về tác ý, mình nói về cái tư, mình nói về cái xúc, mình nói về cái nguyện, thì người ta hiểu. Đó. Mình nói về cái tiền sanh duyên, cái hậu sanh duyên bằng cái ngôn ngữ thông thường á thì người ta hiểu. Đó. Mình nói về cái cảnh duyên, mình nói về cái trưởng duyên, mình nói về dục cần tâm thẩm thì người ta hiểu. Đó. Lý giải kiểu nào cũng được hết trơn.
lấy một chi ra để lý giải cũng được, mà gom nhiều thứ trong đó lý giải cũng được. Vì ok vì nếu mà tiếp theo nữa đó Vi, thì con cũng có thể tự đặt câu hỏi cho mình ha. Rồi mình tự về nhà mình tự mình rà soát lại. Tức là nếu như mà mình không có nhiều các cái hiểu biết liên quan đến những cái điều mà ít nhất là những cái người trong cái room này người ta có hiểu với nhau, người ta chia sẻ với nhau đó, thì hầu hết thời gian đã qua mình dành để mình tìm hiểu về cái gì? Và mình có những hiểu biết về cái gì? Vi kịp không? Thì cái đó đó vì suy ngẫm lại ha, rà soát lại. Tại vì mỗi người có 24 giờ. Mình không nạp cái này thì mình nạp cái khác à. Vậy thì những cái khác đó của mình là những cái điều gì? Thì mình tự mình trả lời cho mình. Cái nào hay, cái nào tốt thì mình giữ lại. Mình đi sâu thêm. Cái nào mà nó vô ích thì mình lọc ra bớt. Phước Hoàng. Tâm lấn cấn ha. Thấy là có cái chuyện đó đó mà không biết gọi nó tên là cái tâm cái tánh gì không? Tâm lấn cấn.
Ok. Với những cái cách gọi tên trong thông dụng đó thì quý vị đọc vô kinh đó, ồ bao la bạt ngàn luôn. Cái cách mà Đức Phật sử dụng các cái từ đồng nghĩa, các cái từ gần nghĩa, các cái cách để mà diễn tả đó. Nhiều. Rất là nhiều ha. Cái đó là một trong những cái lý do mà tôi có từng nói với quý vị á. Đọc kinh á, với lại phân tích kinh á, nó khó hơn Abhidhamma. Tại vì nó bao la bạt ngàn, biết quy về cái nào nó mới đúng. U là trời á. Abhidhamma. Ok. Tâm. Một chi. Bốn chi thuộc chân đế. Ok. Vô nhân, nhị nhân, tam nhân. Ok. Tiên biết những cái tri thức này xịn quá nè. Cái này là còn nhớ lại từ những cái lần học trước hay là tiên tự tự xem tự học? Tâm thiện. Bất thiện. Tâm bất thiện nhiều hơn tâm thiện hả? Đâu có đâu, nó ngược lại mà. Tâm thiện nhiều hơn á. Tâm thiện mà mình xét ở cả dục giới lẫn tất cả các cái không gian khác thì nó đều nhiều hơn. Ví dụ như ở dục giới đi, thì tâm bất thiện nè, có 12. Rồi tâm quả luôn, mình tính là tâm quả mà bất thiện luôn, 7 nữa. Còn trong khi đó tâm quả thiện nè, tâm tố nè, tâm đại thiện nè, tâm đại quả nè, tâm đại tố nè, là tâm tịnh hảo đó, nó nhiều hơn nhiều lắm. Siêu lý, phối hợp, thông thường, ngũ phần, lậu tâm. Thì sao tính cách? Chân tâm, tự tánh thanh tịnh đồ ha. Tâm theo tham sân si. Ok tiền. Ok. Nhiều nhiều nữa ha. Tôi cũng kỳ vọng là quý vị sẽ chỉ ra được những cái hiểu biết trước đây và những cái hiểu biết mà nó dần dần nó thay đổi á. Khi mà quý vị học vô siêu lý học mà biết về tâm á. Ví dụ như trước đây á, mình có thể hình dung á, tâm nó là một cái gì đó nó rõ ràng, nó to bự và có thể nhận biết được, ví dụ vậy đó ha. Còn bây giờ thì mình biết là một cái sát na thôi, một cái sát na thôi mà nó rất là nhanh nữa, không có một cái đơn vị thời gian thông thường nào mà có thể đo đếm được đó, ví dụ vậy đó. Thì khi mình đi vô cái chi tiết á, mình đi vô cái chi tiết thì mình đi theo cái hướng đấy. Rồi chẳng hạn như từ hồi trước giờ thì mình vẫn nghĩ là tâm với tánh nó đi chung với nhau và nó chỉ có một số cái kiểu loại thôi và nó cũng không có rõ ràng nữa. Nhưng mà khi mình học vô thì mình mới biết là có những cái nhóm tánh nào và có những cái nhóm tánh nào thì nó đi với những cái tâm nào và không thể nào sai sai khác được. Ví dụ vậy đó.
đó, 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 đó. Là những cái hiểu biết giống như cái cách mà Tân với Hoàng chỉ ra nè. Đó, là cái cách để mà mình tháo gỡ một cách chính thức á, những cái hiểu biết trước đây mà nó chưa có đúng á, bằng những cái hiểu, bằng những cái hiểu biết đúng bây giờ của mình. Đó. Rồi mình sẽ phải đối diện với cái câu hỏi là vậy thì có điều chỉnh tâm được không? Vậy thì cái gì điều chỉnh tâm? Mình nói điều chỉnh tâm là mình làm cái gì? Hiểu không? Đó. Thì thường á là những cái câu hỏi đấy á, là trong những cái giờ học á, là thầy tự đặt ra rồi thầy tự đi xử lý luôn. Tại vì thường chả ai tự đặt câu hỏi đó mà chả ai tự suy nghĩ để tìm cái câu trả lời hết. Mà trong khi đó, ai cũng cần cái câu trả lời cho những câu hỏi như thế. Biết đâu có một ngày nào đó cái quý vị nói, hôm nay tôi biết siêu lý rồi, tôi học Phật học, tôi học chân đế, tôi học sự thật. Siêu việc rồi, tôi không thể nào mà tôi học lớp tài năng được. Gì mà học lớp tài năng nói về khiêm hạ, có cái tôi đâu mà khiêm hạ. Rồi ta nói học lớp tài năng gì mà sửa mình thăng tiến gì, sửa có được đâu mà sửa tâm nó theo quy luật của nó rồi, chết cha luôn. Hiểu không quý vị? Đó. Học thì có học đó, học đủ món hết trơn á. Chỉ có điều là không biết ráp tụi nó lại để cho tụi nó thống nhất với nhau, cái một ngày nào đó tụi nó quýnh lộn. Tụi nó quýnh lộn thì mình chết. À. Tức là có một lần nghe giảng về cái chuyện là một cái người cao hơn là sẽ chỉnh tâm được cho mình đó hả Hoàng? Thì bật lại hả? Thì với những cái đặc điểm đấy đó Hoàng, với những cái đặc điểm đấy á, thì nó có cái lợi. Có cái lợi á, là có cái sự tự lực, có cái sự cố gắng, có cái sự mạnh mẽ để sửa mình, để tự làm, để có trách nhiệm. Đó. Nhưng mà cái bất lợi á, đó là gì biết không? Thần kiến. Thần kiến. Hiểu chỗ đó không? Tôi mà, tôi phải làm vậy mà. Nghĩ sao mà ai mà chỉnh sửa được tôi vậy? Nghĩ sao mà ai sống vô mặt đó. Lợi bất cập hại. Mà mình biết rồi, mình đừng đi theo cái mô tiếp đó. Mình lấy cái lợi thôi, mình đừng có thèm giống cái bất lợi. Được không? Được. Tôi nói ví dụ cho quý vị nè. Làm giáo dục mà biết Phật học nữa, mà biết thêm nguyện với độ nữa, trời ơi ta nói chứ, làm là ta gốc luôn, làm dữ dằn luôn. Hộ kham nhẫn bỏ vô nè, xả thí bỏ vô nè, từ ái bỏ vô nè, hành giả bỏ vô nè. Cái nó đi ra ngoài nó nói tầm bậy không à. Cái nó nói thầy cô ở trung tâm nó dạy nó như vậy á. Rồi giờ mình sao? Cái giờ phút trọng đại đó mình phải quyết định. Cái thân này mình còn không có khiển nó được, chứ huống gì là một cái đứa mà ta nói chứ. Học, cho dù là học trò, cho dù là con, cho dù là cái chi chi đi chăng nữa, mình cũng có kiểm soát được nó đâu. Vậy thì không có phiền não, vậy thì không có dính mắt. Đó hả? Chứ còn mà ta nói chứ, ra sức dạy cho nó, ra sức uống nắng cho nó, học trò cứng luôn á, nghĩ nó làm bậy bạ hả? Cái bắt đầu cái mình ôm về hết trong người của mình luôn, trò ô học trò của tôi mà nó vậy đó, trò ổ dạy nó biết bao nhiêu lâu mà nó vậy đó, trò ổ sửa hoài cho nó không được vậy đó, thiệt là tình chứ, giờ sao đây, giờ sao đây, là chết luôn. Hiểu không? Hiểu không? Đó. Thì
Mình nhìn ra được ha, mình nhìn ra được cái lợi thế mình vận dụng, mà mình nhìn ra được cái bất lợi nó kèm theo cái lợi thế một cách thông thường như vậy. Này, mình bỏ nó đi, mình ngắt cái khúc đó mình dục đi. À, ví dụ như với một cái người á, mà họ có cái sự để ý á, để ý về thân, để ý về thọ đó, thì cũng dính mắt cái thân này dữ lắm à. Nó mà bệnh chút là mệt á. Hả hả? Nhưng mà mình chỉ sử dụng cái lợi thế thôi, và mình đưa cái chánh kiến vô để mình gỡ những cái bất lợi ra thì ấm áp, thì ấm áp. Hiểu không ta? Ví dụ như nếu mà cô My á, mà không có làm giáo dục á, mà không có tìm hiểu và không có tự mình để đi làm rõ thêm về cái phương pháp giáo dục hướng đối tượng á, thì sẽ có rất nhiều những cái tài năng liên quan đến cái chuyện mà để ý, cạc khịa, ghi nhớ, nó bị sử dụng một cách vô ích, thái quá, cực đoan. Tại vì tôi rành về cái mảng đó lắm. Quý vị hình dung không? Trời ơi, tôi liếc qua cái giống như là một cái máy soi vậy đó. Mà tôi lụm là tôi toàn lụm ra mấy cái điểm chí mạng của người ta không à. Mà tôi mà không có vận dụng tất cả những cái điều đó để tôi làm giáo dục, tôi giáo dục hướng đối tượng, tôi đưa chánh kiến vô để tôi làm sao để phục vụ đích đời, phục vụ nguyện độ, là mấy cái thứ đó nó giống như là axit ở trong ruột á, mà nó không có được cân bằng đó, là nó tự hủy cái ruột nó luôn. Hiểu không quý vị? Hiểu không? Đó. Thì cũng tương tự như vậy, quý vị có cái lòng tín nó mạnh, thì quý vị phải biến cái tín đó nó thành cái tịnh tín, và biến nó thành cái thế mạnh của mình để nó phục vụ cho cái đích đời, và nó trợ cho những người mà thiếu cái chỗ đó, hoặc là mạnh cái chỗ đó. Hiểu không? Hiểu không? Chứ đừng có làm nó như là axit trong dạ dày để nó làm loét cái bào tử của mình. Đó. Đến một ngày không theo ý họ, bị đập tơi tả, mất hẳn. Đó. Cho nên là sống trong một cái hội chúng, tuy là với những cái người phàm phu thôi, tức là sao? Phàm phu là họ còn thay đổi. Tuy là chỉ với những người phàm phu thôi, nhưng mà họ có học, họ có biết, họ có sửa mình, họ có cái sự chủ ý để mà cải tà quy chánh, không? Thì nó đỡ hơn dữ lắm, không? Nó đỡ những cái tình huống bất ngờ hết hồn giật mình té ngửa. Khi mà một ngày nào đó cái họ quay trở ngược lại, chửi mình, họ làm cái điều gì đó nó xấu xa đó, thì nhờ có giới thì nó đỡ được phần đó. Nhờ người ta có học, người ta có trí thì nó lại đỡ được thêm nữa. Đó. Nhưng mà mình cũng phải nên nhớ một cái điều đó. Mình đã dùng cái lý, mình đã dùng cái trí, mình đã dùng cái pháp để mà mình suy xét vấn đề á, thì mình bắt buộc mình phải chấp nhận cái chuyện như vậy nè. Một cái tiết, một cái đoạn, một cái phút nào đó trong một cái giờ học được khen dữ lắm, được tán dương dữ lắm, hoan hỷ ngập trời luôn, hải triều hỷ luôn. Một phút sau bị la té khói luôn. Tại vì sai. Đúng khen, sai chửi à. Có gì kẹp không? Và thường á, nó vô thường lắm. Đó. Cho nên mà ai mà vô đây mà kỳ vọng là trời ơi, con đúng là đi đâu cũng được khen ha, đi đâu cũng được nhắc tới ha, mà con mà sai là đi đâu cũng bị chửi, đâu cũng bị nói. Không phải đâu.
nó thay đổi dữ lắm. Tại vì nó tùy thuộc vào cái đúng cái sai, cái hợp lý, cái tối ưu, chứ nó không có tùy thuộc vào cái người đấy. À. Ồ vậy đó hả Phước Hoàng? Ủa, có bất ngờ rồi mới có thay đổi được chứ. Mà các bạn mới mới á, những cái tấm chiếu mới á, thì cái tần suất thay đổi và cái mức độ thay đổi á, nó nhẹ nhàng thôi, nó nhẹ nhàng thôi để cho quý vị còn kịp định hình, hiểu không? Còn ai mà cũ rích cũ xì quá rồi đó là nó thay đổi nhanh lắm. À, nó thay đổi nhanh lắm, cho nên là nhớ để ý không. À, để khỏi bất ngờ. Ôi vậy đó hả? Chắc là thầy lật với ai á, chứ Hoang còn mới, thầy chưa lật với Hoang đâu. Còn cưng muốn chết mà, mới T2 mà. Quý vị về có thể suy nghĩ thêm ha, lụm ra thêm, mình chỉ ra thêm những cái gì mà mình đã điều chỉnh tri kiến liên quan đến tâm ha, cho đến cái thời điểm này cho nó chi tiết hơn. À, có video hả? Ok. Có thể hình dung được. Okay. Rồi. Thì bữa nay mình tới đây ha. Có quý vị nào có tham dự học nhóm rau hũ lá thì vô. Quý vị có một cái chủ đề gì mà quý vị muốn làm cho tối nay không? Có một cái ý tưởng gì không? Còn không á thì mình sẽ vô, mình sẽ làm kế hoạch à. Mình sẽ có những cái dự tính á. Mình sẽ có những cái trù liệu cho thời gian tới á. Năm mới. À, vậy đó hả? Ừ. Nếu mà không có một cái chủ đề gì đặc biệt mà quý vị muốn làm thì mình sẽ làm cái chủ đề đấy. Mình sẽ nói về những cái điều mà mình thay đổi trong thời gian tới và cái cách thức để mình làm. Rồi sau đó mình sẽ đi vô mình làm kế hoạch, những cái dự định. À. Tôi có một cái niềm vui, rất là vui. Đó là kể từ khi mà tôi set up để mà tôi bớt dành cái tâm trí, tức là cái sự suy nghĩ và bớt dành cái thời lượng cho một vài những cái công việc khác để mình học nhiều hơn á, mình đọc nhiều hơn, mình nghe nhiều hơn á, cái xong cái mình cũng lụm ra được nhiều thứ, thấy vui vì cái điều đó. Thì đó cũng là một trong những cái hướng mà mình sẽ làm tốt hơn trong cái thời gian tới. Đó. Thì mỗi một người á, mình sẽ suy nghĩ những cái hướng chủ đạo cho mình. À. Nó giống như là một cái góc nhỏ tâm linh
hay là một cái góc nhỏ dự định ấp ủ, chuẩn bị cho mình á. À, mình lên cái kế hoạch mình làm. Bên cạnh tất cả những cái thứ khác, những cái mảng khác trong cái đời sống của mình mà mình cũng phải đáp ứng. Đó. À, ok tiên. Cái này là tôi cũng học của sư Sáng Duyên thôi. Sư giảng cái đoạn đó cho các cái quý vị mà đi làm rồi đó, bận rộn đó. Rồi sư nói nghe thấy thương lắm. Yeah. Dù sao đi chăng nữa mình cũng phải chừa ra một cái góc nhỏ tâm linh cho mình. À. Còn như tôi hay là như quý vị ở trong cái room này, ở trong cái trung tâm này thì quá là sướng rồi. Cái sướng thứ nhất á, đó là ít nhất là mình có học, mình biết về giới, mình có cái sự thu thúc, mình có cái sự điều chỉnh về cái nhu cầu rồi. Cho nên là mình không quá mệt mỏi để mình chạy theo để mình đáp ứng. Cái đó là cái sướng thứ nhất. Cái sướng thứ hai á, là mình có sẵn sách vở, đường hướng, thầy cô. Nhìn vô đó mình cố gắng mình học. Có những người bạn cùng học với mình. Cái đó là cái sướng thứ hai. Và cái sướng thứ ba là cái chuyện học của mình á. Cái chuyện mà mình đầu tư vào trong cái góc nhỏ tâm linh của mình nó được ủng hộ. Được ủng hộ nữa. Trời ơi, ta nói chứ sướng đủ đường luôn. Ừ, cho nên là tối nay mình sẽ làm kế hoạch ha. Thôi giờ tới đây thôi. Bye bye quý vị. Bye bye, bye bye.